phần tarot và đồ check, sau đó thì căn chỉnh vào màu sắc ảnh. Copy thông số và bát hình đầu tiên và tất cả hình còn lại. Và sau đó lưu file ra thư mục với đuôi là JPEG. Sau đó bạn mở tờ pack lên. Mở file thư mục vừa lưu trên Lightroom, chọn hình đầu tiên và tích chọn màu xanh giống mình. Nó sẽ tự động làm hình ảnh của mình lập lại thành một video nhưng mà vẫn còn rung nha. Nhiều bạn hay tới bước này thường hay ẹp ảnh Stabilizer đôi lúc không hoạt động tốt đâu, nên cũng đừng làm dụng quá nha. Việc đầu tiên của bạn là bật phần tracker bên tay phải lên và chọn Stabilize Motion. Nó sẽ hiện ra hai ô vuông, kéo hai ô to ra để máy track dễ dàng chính xác hơn. Kéo thanh timeline vào đầu, và việc của bạn là chọn một điểm như lúc chụp để máy tự tracking theo chủ thể. Như hình này thì mình sẽ lấy điểm track ngay mũi. Sau đó thì bấm Analyze Forward và máy sẽ tự chạy phần tracking đến cuối frame. Việc của bạn là chỉ việc ngồi chờ thôi, máy nhanh hay chậm tùy vào cấu hình máy tính của bạn. Sau khi máy tự tracking xong thì mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa bằng cách kéo từng frame và sửa lại phần tracking. Sau khi xong thì bấm apply và ok. Nó sẽ ra một chuỗi các điểm cắt theo từng frame nhưng nó chưa phải là mấu chốt. Chuột phải vào clip chọn Recombo và tích vào ô thứ 2 giống mình. Chọn vào thanh effect bên phải kiếm Stabilizer. Đây là hiệu ứng chống bơm một phần nào cho clip. Kéo và xả vào clip. Chọn Smoothness 20%. Sau khi chạy hiệu ứng xong, clip đã hoàn thành được 85% tiến độ. Bấm play, bạn sẽ để ý clip có hành đen. Để sửa lỗi này thì chọn vào clip và bấm phím tắt F. Kéo hoặc bấm to để cho mất hành đen. Clip đã hoàn thành được 90%. Bây giờ mình muốn làm hiệu ứng clip nhanh lúc chậm thì mình chuột phải và chọn Recombo thêm lần nữa. Vì hiệu ứng chống rung và tua nhanh không thể cùng trên một layer, chuột phải chọn Time, Enable Time Remapping. Chọn một điểm trong clip để bắt đầu tua nhanh bằng cách add keyframe như mình. Và gần cuối clip cũng một keyframe nữa. Kéo hai keyframe cuối lại gần hai keyframe đầu, sao cho hợp mắt bạn nhất là được. Để cho hiệu ứng chạy mượt hơn thì tích vào biểu đồ. Hai keyframe giữa thì tích chọn giống mình. Giờ thì cho chạy thử xem đã mượt hơn chưa. Mình sẽ cho một ít motion blur bằng cách kiếm hiệu ứng tên Fog Motion Blur. Chọn và kéo vào clip. Thành bên trái của hiệu ứng mình sẽ chọn thông số là 32. Mình sẽ cho chạy thử. Cái này là tùy vào cool từng người, thêm cho sinh động cũng được, không thêm cũng không sao. Mình sẽ xuất clip ra bằng encoder, đặt tên và chỉnh thông số như mình. Và xuất file ra thôi. Và sau đó bạn mở Remix lên, import clip đó vào và tạo một sequence 1080x1920 24 frame. Kéo và thả vào sequence vừa tạo, chọn Keep Existing. Một effect control kéo clip sao cho bằng cái sequence vừa tạo. Đè và nhấn chuột trái vào clip để nhân đôi clip lên. Clip 2 chuột phải chọn Speed Duration, tích chọn vào Reverb Speed, nhấn Reverb Playback để cho video tự chạy đi và chạy lại không ngừng. Bạn có thể thêm vào hiệu ứng zoom in hoặc zoom out bằng keyframe tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người. Sau đó bạn Ctrl M để xuất file ra video hoàn chỉnh nhé. Chúc các bạn thành công nha.